Anh đòi mẹ không bao giờ, không bao giờ kêu thôi ấy. Em biết, cố gắng rồi, con sẽ cố gắng con trả nợ. Nhưng mà con đã có tội thì con biết tội lỗi của con rồi. Con biết sám hối rồi, con đau như rứa thì thôi đã đủ rồi. Thì thôi, tha thứ cho con đi để cho con được khỏe mạnh. Con khỏe mạnh rồi, con hứa con sẽ sống. Chị làm nuôi con những cái gì chính đáng mà. Chị thương là bản thân em chỉ nặng lòng thương con thôi. Em nghĩ là cho em sống thêm giờ nào mới cầu em nữa. Cầu em lúc nào cũng thương em, nó cũng bảo mẹ ơi cố gắng lên mẹ nghe. Cố gắng về với con với mẹ, mẹ chở con đi chơi với mẹ. Ok rồi, nhất định mẹ sẽ khỏe lên. Mẹ sẽ lo cho con. Em mua nấu những bữa cơm hay là nấu những cái đồ ăn cho con em lo lắm rồi. Hôm bữa bảo mẹ ơi, bảo mẹ ơi lo lắm rồi, mẹ không chở con đi siêu thị dạo chơi với mẹ, khi nào khỏe thì mẹ ra nẻng mẹ chở con đi chơi với mẹ. Ơi chị hai, sao rồi, sáng nay mới hạnh sao rồi chị? Sáng nay ăn rèn cũng hầu cũng đa hầu nó đa thử hầu nó có thuốc coi dũng, thuốc dũng đa thì cũng đỡ, mà có thuốc dũng đa thì cũng đa miết, cũng đa miết nữa đau sút hả? đau sút miết Còn thấy làm gì đây? thế anh đập đập cái đĩa lóc lưng như đau quá chị không nổi. Nó có thấy đang đập cái gì giống như cái này đang là cái cây lưỡi hổ em. Thấy các cô bảo là cái này mình làm dập ra mình đắp lên lưng ấy để cho nó bớt đỡ nhức xương kìa. Thì anh làm thử xem, cũng chưa thử, hôm nay anh mới làm thử xem là có ấy đỡ nhức không á hả? Chứ mấy này nhức nhiều á, đau liên tục. Yeah. Đêm qua là đau cả đêm luôn, ngồi hôm qua là ngần nên là ngồi ngồi hãy ngồi trắng một đêm, là từ từ tối đến sáng rồi đấy, là vậy không hả? Không nằm luôn đấy. Có anh bồng được một lúc kìa, anh bồng khoảng độ 20 phút, 30 phút là nó chập mắt được tí rồi. Xong là bắt đầu đau miết rồi. Chứ giờ không 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 thấy không biết bớt. Sao hả? Nhưng bây giờ cứ cô chú được cái chỉ cái gì thì mình làm cái đấy thôi. Dạ. Nên là giờ anh lấy cái này đi. Đây là cái cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ đây hả? Đập đập dập ra luôn rồi đó hả? Đập dập ra thì nó mới kiểu như là rút hút chất độc ra đây. Giống như cái cây này cái kiểu vậy, em cũng có nghe ai nói cái này này. Thấy vậy nhưng mà mình anh cũng chưa thử là dùng bao giờ. Hôm nay anh mới dùng thôi nè. Thôi mình cứ có cái gì mình cứ cứ làm thôi chứ mình. Đáp đáp cái này đáp lên lưng rồi đó nè. Đáp lên lưng. Được cái gì thì hai cái đấy thôi. Thì bây giờ thì bệnh thì vái tứ phương mà em à. Có cái gì ạ? Cô chú chỉ cái gì mình làm theo cái đấy. Cũng vì những cái này thì nó đơn giản thôi, mình không phải mất công tìm kiếm. Vì cái lá này thì quanh đây cũng có. Quanh đây cũng có thì mình làm cái này cũng đâu có kỳ công đâu. Thì mình đáp vào lưng này được cái gì hay cái đấy rồi. Không may thì nói chung là có cũng có thể nhiều cái cũng hay lắm, mình cũng không biết những phương pháp dân gian đó, mình cũng nghĩ vậy thì mình cứ cố gắng thôi. Hạnh ở trong trong nhà đấy, chú ông nhà giờ giờ có mở nhà anh hai luôn đó, cua qua nhà mẹ thấy không các bạn nhỉ? Giờ là vô đắp cho nó đó. Vô đắp. Anh làm vậy anh đắp. Mẹ rửa con này mẹ ơi. Cái chày. Còn đây là cái lá thuốc dòi đây ha. Cô chú anh chị cũng gửi lên đây ha. Để cho Hạnh uống để chữa ho đây cả nhà ơi. Cái thuốc dòi này dập ra rồi bỏ chút muối hoặc là ở mật ong đó ha. Cô chú anh chị nó chữa ho rất là hay đó mà không biết. Anh Hạnh đây rồi. Đây đây mà phơi khô đó ha. Cái lá này là cái lá gì đó? Dạ lá thuốc dòi cô ơi. Rồi thuốc gì thuốc dòi dòi hay dồi gì đó không được rồi. Không có nhiều cái tay vậy đó. Đây cô cũng lên đây để chua bóp cho Hạnh. Đây phơi nắng cả nhà, phơi nắng xong rồi nấu nước uống nè cả nhà, sắc nước uống rồi nè. Còn tươi thì dập ra để bỏ chút muối hoặc là thì Hải cũng chia sẻ lên rồi cô chú anh chị chỉ gì thì mình làm cái đó thôi, chứ còn giờ cái này không vị. Mùi vị gì nhỉ? Không có mùi gì hết. Không có mùi hả? Mùi dễ uống à? Chắc dễ uống. Vì mùi không hắc. Dễ uống không có gì. Với lại bình thường thì cái lá này họ cũng nấu canh họ ăn đó anh thấy.
À, nấu canh nó giống như nó lá rau đay hay gì đúng đó. Đúng rồi đó, giống như là rau đay. Dưới chè cồn bán nhiều lắm đó chú Hải. Cái lá này hả cô? Có. Bó với chè cồn. Ờ giống rau đay ha. Không mà không phải rau đay. Không phải rau đay hả? Rau đay là bây giờ anh cũng mới nhớt nhớt à. Thấy cái này chứ chưa thấy bao giờ. Bác Hạnh bác Hạnh sao rồi cô? Đau không? Đang đau luôn hả? Đau miết á. Trời đau bữa cua vào đây mấy ngày này hả? Sáng giờ đau liên tục. Sáng giờ đau liên tục luôn rồi. Khổ thiệt. Hôm nay qua chợ chỗ chị Hai ở cũng. Đang vệ sinh hả? Đau quá hả? Bây giờ là vệ sinh xong rồi mới đáp thì vệ sinh đi, vệ sinh. Trời ơi. Trời đau mà nó chảy mồ hôi nó khóc luôn kìa buổi sáng rồi. Đau lắm. Không biết không ngớt. Quá. Trời ơi. Nó hút mồ hôi, trán lần đầu này mà bật cái cuộc này. Đau quá. Đau lưng. Làm biết ước gì em. Em khỏe em đứng em đi vẫn đỡ đau lưng. Để đáp cái lá này vô thử đỡ nhất không em. Em thấy mới dập ra đây. Đây đây đây. Thôi đi vệ sinh đi. Đi vệ sinh đi xong rồi. Hay hay đi vệ sinh đi. Ôi ta. Đổ nó nước anh. Trời ơi bữa nay vẫn còn xương không tội thiệt. Cái này chắc phải lấy cái gì cột lại cái gì. Đêm qua là ngồi suốt đêm không anh bồng phải lộn chợp mắt được 20 phút thôi không có ấy gì hết. Đêm qua cô ngủ cô cũng biết nhỉ? Biết chứ. Đâu? Giờ dậy mấy lần cô thấy ngồi biết nhưng có ngủ đó không? Ngồi suốt chứ. Mà sao không ngủ được mấy? Quá. Đêm ho dữ quá. Ho nhiều quá cô hả? Ho suốt đêm là coi như ngồi không. Nằm xuống là chịu không nổi. Ho đúng rồi, hôm qua ho kinh khủng luôn. Nằm xuống khó thở nữa. Qua anh ngồi đi anh bóp rồi nè bồng à, để con kiếm hồi tối lúc em về là nó đau ghê lắm hả? Đau kinh khủng luôn. Đau vắt sốt luôn mà. Đau cô cầm một con cái này để con đi kiếm cái dây. Mình lấy cái dây đã đây để cột lại. Hồi sáng giờ cũng đau liên tục đó. Dạ. Bây giờ thầy Ngọc lên bấm tới nó thì về em có ngủ được không? Có đây em ngủ được đau nhất. Chị hơi bồng râu rồi. Nhờ giảm 10 hơi giờ đây. Đau quá. Đau quá hả? Càng cạo càng ái nó càng đau nè. Đau quá hả? Mà nó ho luôn. Ho quá hả? Có lấy dây cột hả? Cột lại, cột cho nó cột nhẹ. Có con đưa con. Thế này, con lòng qua đây này. Cho giữ lại thôi, quay lại xuống. Quá đi mà. Thôi ướt luôn nè. Nó ra ướt cái áo là tí mà thay tốt nhỉ, tí là thế mới tốt. Cái lá lưỡi hổ này cũng nhiều cô chú anh chị hà cũng có nói này đúng không? Thì cũng nhiều đấy cô chú mấy cô bình luận rồi gọi điện chỉ đấy. Thế là anh làm thử xem thế nào. Mấy hôm đi em cũng bảo là mấy cô cũng bảo đấy. Chứ mấy ngày nay xương nó đau quá thì không thấy ăn thua gì hết. Giờ anh đau xương anh còn đau cái chỗ mà cái lục lòi ra chỗ đó đó Hạnh hả hay là sao em? Đau nói chung đau cả chỗ cục gần cục u nữa. Nên đau chỗ mổ chỗ đưa ra ngoài này em này. Đau chỗ đấy mấy bữa nay là em đau suốt luôn hả? Dạ. Trời ơi. Em đau lưng nó ho quá. Ho. Đem cho máy cho. Thì chờ có mấy bài thuốc nam đó thì mình cứ dùng thử xem sao đi ha. Dạ. Xem mà khi nào mà ổn thì mình đi đi ra bệnh viện để mình đưa cái rục nó lòi ra ngoài đó cô. Để đưa vô lại chứ bây giờ thì Hạnh cũng bị hay sốt quá lại sợ là nhiễm trùng ở chỗ này cả nhà. Nó có đụng rụt nó lòi ra chỗ này nó dài coi nhà ơi nhưng mà cái này thì Hải không có chia sẻ ha. Thì giờ Hạnh đau cũng rất là nhiều chỗ, nhiều cô chú thì cũng chỉ cái này cái kia đó nhưng mà tùy vào cơ địa mỗi người quý vị. Bây giờ Hạnh thì cũng cố gắng chiến đấu với lại bệnh tật cả nhà. Khổ thiệt. Biết là lúc bệnh ai cũng nghĩ là ông thư thì không còn cái phương pháp nào được hết. Nhưng mà cũng nó không đâu có thể chết tiền được đâu anh. Nó cũng phải giờ vào dài vò đau đớn nhưng mà
Em phải cố gắng nha, bây giờ biết sao. Được ngày nào mình còn mở mắt ra, mình còn nhìn thấy xung quanh thì mình phải cố gắng thôi chứ răng giờ. Khi nào nếu như mình hết nợ rồi, trên đời rồi thì mình đi thôi chứ. Bây giờ còn sống thì còn phải cố gắng. Dạ. Con biết suy nghĩ như vậy thì con cố gắng lên xí nữa để sống với con được. Con cố lắm luôn đó. Ừ, cố gắng con được cố lắm sống chứ. Với con được ngày nào ngày chứ giờ bệnh hoạn mà ai rồi cũng phải đến ngày đó cũng phải ra đi hết trơn á, chứ không mai không đi hết. Dạ. Thì mình cố gắng lên xí nữa. Thì nhiều khi cũng phải ngủ đêm tới sáng nó ngủ luôn thì cũng được, nhưng mà không, hình như là cậu vướng bận nhiều quá hay sao mà chưa đi được thôi. Nói cho con đường có số hết con ơi, đâu có phải ưa đi là đi đâu. À, con biết. Nói chung bữa nay là đau liên tục. Đau liên tục. Đêm hôm qua là ngồi nguyên một đêm. Yeah. Cứ ngồi lại dựa mà bồng mới lại đỡ mình lên xuống. Nếu không đau á thì em sẽ nhanh khỏe. Ừ. Nhưng mà em đau em không ngủ được. Anh nghĩ đi, hai ba tháng này em ngồi ngủ dựa ngủ tựa đi thôi, em có bao giờ đặt cái lưng nằm thẳng trên cái giường đâu anh. Ừ. Em đau thì mẹ không bao giờ kêu thon ấy, em biết. À, cố gắng rồi con sẽ cố gắng cuộc trò anh ạ. Nhưng mà con đã có tội thì con biết tội lỗi của con rồi, con biết sám hối rồi. Con đau như rứa thì tôi đã đủ rồi, thì thôi tha thứ cho con đi, để cho con được khỏe mạnh. Con khỏe mạnh rồi con hứa con sẽ sống, chỉ làm nuôi con những cái gì chính đáng mà. Con sẽ sám hối với Phật thường xuyên để chuộc lại những lỗi lầm trước đây con gây ra. Chứ con thân con, em biết em nghiệp nặng lắm, tại vì thân mình đã bệnh tật. Bệnh tật rồi mà cũng lâm thêm một cái bệnh nữa thì em đấy, khi mình bệnh mình như vậy mình mới hiểu được cái mình đã gây ra điều gì, chứ chẳng bao giờ chẳng tự dưng mình bị như thế này ấy. Dạ. Thôi Hạnh cũng cố gắng ha. Thật sự thì anh thấy những cái chia sẻ của bác Hạnh đó, anh thấy ơi, thì cũng có rất là nhiều cô, nhiều chị và cũng nhiều người họ xem đó ha. Họ cũng thay đổi rất là nhiều. Họ sống, họ biết yêu thương và họ không rồi cũng có một cái chị kia cũng chia sẻ với em á, là có bà chị, bà cũng làm cái nghề là mổ gà mổ vịt đó cô. Rồi cái chị cũng bỏ nghề rồi đi tu luôn á, thấy cũng xem những cái video của bé Hạnh đó. Đúng rồi. Nói chung là ở đời thì cái gì nó cũng có cái hậu quả hết. Yeah. Thôi ăn khổ cực. Ăn khổ cực thôi một chút, nhưng mà tâm mình thanh thản. Sau này không ốm đau bệnh tật. Còn bây giờ chạy theo kiếp sống phù du rồi tiền bạc tranh giành với nhau, cuối cùng kết thúc lại mình chỉ lâm một cơn bệnh đau đớn thôi. Cho nên bây giờ nếu mà ai mà tu được hay là làm những điều tốt được thì rất là tốt. Dạ. Chỉ có cái đau đớn xuống lúc đó mình không có cái gì mà bèn sức khỏe đâu. Nói chung là về cái tiền bạc thì cũng rất là quan trọng, mà mình ước mong là mình thể sống cho nó trải lòng ra một xí. Yeah. Để sau này mình có được, ví dụ mình có đau ốm xuống một xí thì mình cũng được thanh thản hơn. Yeah. Ai cũng biết thôi. Nó nói như địa vị giống như cô nên ai nghe như cô đâu, mà cũng đều bây giờ cô cũng phải trải lòng ra thôi. Nói vậy cho sau này mình cũng mất đi mình cũng chẳng đem được của cải đi đâu. Họ tiền tỷ mà nhà này nhà kia mà họ đi họ cũng buông bỏ hết, họ đi mình thôi đâu đem theo. Nên chi bây giờ mình cũng xin là cố gắng đó, tu không tu cũng được, không phải là cần tới chùa mà đi tu. Mình chỉ tu cái tâm là được rồi. Mình trải lòng với những người khác là được. Chứ không cần là đi tu mà nói đến chùa đến đồ mà đi tu là tốt, cũng tốt lắm chứ, mà đều có cái là nếu như mình có điều kiện thì mình không tới cũng được, mình ở nhà mình sống rồi mình trải lòng với những người khác. Nhiều khi em đau quá chị em mới em nói gì ốt chi mà ốt dữ, để cho con luôn hết đau thì mới đừng có nói từ ốt. Con gái rồi bây giờ con chịu, càng nói từ ốt bao nhiêu thì
Con còn đau đớn những đó, hai bữa đó cứ niệm Phật là được rồi. Đúng rồi. Còn mình làm điều tốt, họ nói là mình gieo hột bát thì mình gặt được hột bát thôi, chứ đâu phải mình gieo cái tốt thì mình gặp cái tốt, mình gieo cái xấu thì mình gặp cái xấu thôi. Chứ nếu mà kiếp trước đây em gieo những cái hạt giống tốt thì bây giờ em đã gặt những cái tốt rồi. Chứ còn không phải là do ai hết, do trời, do đất hay do ai, do bản thân mình hết. Em không có uống trách đúng không? Em vẫn chấp nhận cái nỗi đau đó đúng không? Chấp nhận thôi. Chị thương là bản thân em chỉ nặn lòng thương con thôi. Em nghĩ là cho em sống thêm giờ nào mới con em nữa. Con em lúc nào nó cũng thương em, nó cũng bảo mẹ ơi cố gắng đi mẹ nghe, cố gắng về với con với mẹ, mẹ chở con đi chơi với mẹ. Ok rồi, nhất định mẹ sẽ khỏe lên. Mẹ sẽ lo cho con. Em mua nấu những bữa cơm hay là nấu những cái đồ ăn cho con em lo lắm rồi. Hôm bữa bảo mẹ ơi, bảo mẹ ơi lo lắm rồi, mẹ không chở con đi siêu thị dạo chơi với mẹ, khi nào khỏe rồi mẹ ra nẻ mẹ chở con đi chơi với mẹ. Thương lắm mình. Nhiều khi có ba mẹ con lẻo đẻo lên chiếc xe điện, hạnh phúc lắm mình ạ. Dạ, hạnh phúc lắm. Giờ em thèm được cảm giác chở hai đứa con em đi chiếc xe điện đi chơi. Dạ. Thôi em cố gắng ha, bởi vì với Hạnh giờ thì nó nặng lòng nhất là chỗ hai đứa con còn nhỏ đó cả nhà. Thương lắm anh. Anh ba bố con dọn cơm rồi nhỉ? Là hai đứa là buồn rồi rưỡi, không muốn ăn nhỉ? Nhớ mẹ. Báo lúc nào cũng nói là có mẹ thì vui hả? Giờ có ba bố con thì mình buồn quá hả? Tối ngủ cũng vậy hả? Không có mẹ hả? Mỗi hôm là cả nhà thì cứ có nhà có bốn người nhá. Tự dưng bây giờ vắng cái Hạnh ở đây thì ba bố con ở ngoài đấy à. Nên là mấy đứa con nó buồn, đến lúc nó làm nó chảy nước mắt ấy. Con thỏ nó cũng chảy nước mắt mà tự nó chảy nước mắt. Vì nó nghĩ là xa cách mẹ nó kìa. Nó chỉ trông đến ngày chiều thứ sáu là nó về đấy. Ngọc trông đến ngày thứ sáu bảo bố ơi mấy giờ về, bố ơi mấy giờ về. Anh bảo là bố phải chờ chú Hải xong việc thì bố mới đưa về được, là chờ chú Hải xong việc là chú Hải trở về. Thế nó mới yên tâm đấy, nó mới được về nó mừng lắm đó. Bây giờ con cố gắng, cố gắng nhiều ha. Khi đau quá kìa, lúa lõn kìa vừa chích mất sinh phinh luôn anh. Nhưng mà không, phải cố anh ạ. Vì đó chích mất phinh thì là một con đường cuối rồi. Nhưng là em kìa cố gắng, như bây giờ chích cho phinh vô thì thôi là một Hạnh, con một cô gái mà phải nói nhỏ bé và tinh thần nghị lực quá kinh quá ha. Em vẫn còn sao như mình thì mình không chịu đựng nổi đâu. Không chịu đựng nổi. Khỏe như mình mà còn không chịu đựng nổi, mà Hạnh quá giỏi rồi. Mẹ cố gắng thêm xíu nữa con. Nhiều khi đêm thấy mẹ với chị Hơ Thoa, Thoa biết cái lần giờ em thì thấy tội quá, em phải rón uống dụng đau vô để em được hết đau cho mọi người ngủ, chứ gì em với mọi người kiệt sức anh kìa. Chứ không thì em cũng không muốn luôn. Dạ dạ dạ, đau không biết. Uống nhiều thì cũng lỡ hết miệng. Uống lỡ hết miệng rồi bị dạ dày. Ảnh hưởng đến tác dụng phụ rất là nhiều cả nhà. Rồi chích móc phinh vô thì con đường đó là con đường cuối rồi cả nhà. Rồi hết thuốc chữa. Hết thuốc chữa luôn. Thì Hạnh bây giờ là cũng muốn chiến đấu rồi, cũng sám hối cả nhà. Rồi cũng có những cái chia sẻ, những cái lời của Hạnh cả nhà. Thì cũng làm thay đổi rất là nhiều người trên cái kênh của Hải ha. Nhiều cô chú anh chị cũng gọi cho Hải là từ khi mà xem hoàn cảnh của bác Hạnh đó, là cô cũng thay đổi rất là nhiều, sống biết yêu thương, biết chia sẻ, rồi có rất là nhiều câu chuyện đó anh thấy. Chứ bà vô Nhật này nữa chở con em vô kìa, ước gì ngày hôm nay đừng có đau, để em gọt trái cây cho con em ăn này, rồi bo mẹ câu ngồi nói chuyện này, rồi dặn dò con này. Mà ngày này đau quá rồi thấy con cũng lơ luôn á. Cố gắng thôi. Là giờ cầu trời cầu Phật thôi. Giờ mẹ mình con có nhiều giai đoạn lắm rồi, biết đâu được qua khỏi cái đợt này con phải hay đâu. Khắc có ảnh hưởng rồi. Thôi cố gắng bình tĩnh. Thôi em cố gắng hả? Còn đâu nước mắt để khóc nữa. Em muốn khô còn nước mắt rồi.
Đôi là hoa hồng thì cũng coi có gừa, cũng như con người có trở qua đau đớn thì mình mới biết được sửa đổi lại cách sống của mình vậy mà. Cũng như vậy thôi, giống như mỗi lần đau đớn chăm chích thì mình cầm vô một cái hoa này, nó có những cái gừa nó chăm vô tay mình đau vậy đó. Nói vậy thôi chứ cái chuyện trước của mình đâu có biết được đâu. Nếu mình biết được thì mình đâu có thể đau đớn như bây giờ. Bầu trời bao la rộng lớn, thế giới rộng lớn, trời đất rộng lớn, biết bao nhiêu người. Còn thân con nhỏ bé, con chỉ cầu xin hãy thương cho con một lần nữa thôi. Để con ngộ ra rồi, con biết ngộ nhận ra nhiều thứ rồi. Mà hiện tại cuộc sống của con, con mũi em không có giết đâu anh. Con kiến em không phủi đi, em không bao giờ. Còn nữa của anh Thái, anh thương em là vậy. Em sống em đâu có phải là thế này thế nọ, quá đoán cái gì đâu. Thương em, mẹ chồng em thương em cũng vậy. Tại vì em biết lo trước lo sau, cho bên giờ định thì em không bao giờ sống hẹp hòi ích kỷ bất cứ điều gì. Tuy là em nhỏ bé nhưng mà em biết suy nghĩ lắm. Em nói là người ta nói thương chồng và nghĩ đến bà do, em thương mẹ chồng em cũng vậy đó. Vì mẹ là người sinh chồng em ra, có mẹ thì mới có chồng của em, cho nên là mẹ chồng em với em thỉnh thoảng hay nói chuyện với nhau, hay thương nhau là như vậy. Nhiều cái em biết lo lắng cho mẹ chồng, dù là em không lo để mẹ được những cái công, nhưng mà nhiều khi mẹ ơi mẹ uống cái này mẹ ăn cái này con gửi cho mẹ nghe mẹ. Em nghĩ em sống mẹ cũng biết trước biết sau, em đâu ích kỷ gì đâu anh. Anh nghĩ rằng á, anh cũng nghĩ là chắc trải qua cơn đau này thôi ha, cũng không có lao đâu, em sẽ khỏe lại đó ha. Vì em sẽ khỏe mà. Em sẽ khỏe lại ha, em phải mạnh mẽ lên nha. Dạ, em sẽ khỏe. Cố gắng lên ha, bởi vì hôm trước thì bác sĩ nói là cái tiên lượng em chỉ còn 1-2 ngày nữa thôi ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ cũng đau nhất. Hơi cố gắng lên để mà mạnh mẽ sống với chồng con nha. Em chỉ cần bây giờ hết ho thì ruột cũng đã ổn rồi. Thì em đi rồi bác sĩ mới cho được cái cục này vô trang. Vì bác sĩ nói bây giờ nếu mà em còn ho thì cho vào em ho nó lại lòi ra lại đó thôi. Cho nên là ví dụ em phải lo cho cái ho nữa. Lo cái ho thì ho gì mà hơn hơn thoáng gì thấy nhỏ lại không. Buổi sáng nó bớt căng, chiều là nó căng. Hai ba giờ bắt đầu nó căng đó. Nó ho là nó căng lên. Không, nó không ho, nó cũng căng. Bữa nay nó căng buổi chiều á. Dạ. Mình có cô chú gửi cái thuốc do nó dồi là gì đó, mình uống có mấy lần đúng không? Rồi tí nữa là mình làm thêm để mình uống cái đau là thuốc chủ mai thầy rồi nó đỡ ho ha. Cố gắng. Gì cũng uống hết anh. Cái là được cái loại xong lại đến cái kia. Nó đau không? giống như vừa rồi cái miệng bị sao mà đánh ho. Đấy. Nó từng cái, nhưng mà anh nghĩ rằng giống như là em từng cái giai đoạn nó qua rồi nó sẽ khỏe lại cho em thôi ha. Những gì em chiến đấu em biết, cái hồi nãy giờ em nói là trả cái nghiệp hay là những cái kiếp trước em thế này thế kia đó, em biết chấp nhận đó ha. Thôi mình cố gắng đi rồi. Nói thật ra là Hạnh cố gắng lắm rồi đó. Cố gắng mình thì khuyên em vậy thôi chứ còn nó rất là quá nỗ lực nó giống như mình là mình không chịu nổi. Dạ, đúng chịu không nổi cả nhà. Ngồi như vậy đó mà thật sự là đớn đau. Đau đớn thôi mà chưa bao giờ la một tiếng mà. Chưa la luôn mà không có than phiền gì quá. Hồi mà đau quá là anh mớ rồi, anh nói là sướng con với hay là cái anh sẵn đó. Chứ còn cái tinh thần giống như là tuy là đau như vậy nhưng mà những cái lời nói của Hạnh cô chú anh chị nghe lúc nãy giờ rất là chuẩn, rất là tỉnh, rất là khéo luôn. Nên những cái chia sẻ của Hạnh đó cô chú anh chị ạ, thì rất là nhiều người thay đổi cô. Đúng họ rồi. Sống yêu đời, họ sống biết chia sẻ, yêu đúng thương rồi. Có những người mà giống như cái tin nhắn em chưa gửi cho anh thấy á, biết gửi chưa ta? Cái chị kia nói là nhờ bé Hạnh mà cô đó đi tu luôn á. Có nghĩa là mổ gà vịt đó, là đi tu rồi thay đổi luôn từ xem video bé Hạnh luôn. Con thấy những cái điều đó rất là tốt luôn.
con người cũng biết yêu thương nhau nhiều hơn á, thấy không? Anh có đọc mấy cái bình luận lúc trước là hay bà họ chửi đó, họ chửi thế này thế kia vậy, tự dưng mấy bữa nay họ quay lại họ bảo là em phải đi tắm nắng này, em thấy loại kia vậy, tự dưng họ quay lại họ đã khuyên bảo mình nhưng họ không chửi nữa, đúng rồi, họ không chắc họ cũng nghĩ là chửi là sai hay gì vậy, mình cũng không nói lại gì vậy, kệ đâu, nhưng mà họ xong đọc lại những cái bình luận là của người ta luôn đấy, là bảo em thế này em thế kia, em phải thế này em này thế kia là thì sẽ nhanh bớt thế nọ kia đấy, tự dưng họ quay lại như họ cũng thay đổi cái suy nghĩ đó. Trước họ họ thấy cái cuộc sống bây giờ nó cũng ngắn ngủi quá, nên chị họ cũng phải suy nghĩ lại, suy nghĩ lại chứ bây giờ sống chi ngắn ngủi quá trời, bữa này đau mai ốm cái kiểu này nè, nên chị họ cũng nên là buông bỏ bớt. Giờ ai nói gì em cũng đồ, họ nên bỏ bớt đi, em cũng cảm ơn hết. Ai nói gì cũng cảm ơn hết. Lúc đời em vô thường thì lấy khỏe mai yếu này, nhiều lúc đời như ngọn đèn đấy là gió thổi qua hay tắt thôi, cũng như em bệnh vậy nè, nhiều khi em nghĩ là em cũng hạnh phúc lắm vì khi em bệnh xuống thì rất là nhiều người yêu thương em, giờ em mới biết được cái điều đó, chứ em không bệnh em đâu biết được là em được nhiều người thương đến vậy, chồng em thương em như vậy, vì khi em không bệnh là em nghĩ là chắc ảnh đau thương mình nhiều đó, nhưng mà khi bệnh rồi thì em mới biết tình thương ảnh dành cho em như thế nào thôi, như vậy đó. Thật sự thì thật sự thì Hải cũng nói thật luôn là cô ở cũng xua bóp gia Hạnh đây cả nhà, cô cũng không có bà con, cũng không có ruột thịt gì cả nhà ơi, nhưng mà cô thương Hạnh còn hơn là ruột thịt luôn đó. Thật sự hồi ở bệnh viện á, em tưởng con tưởng đâu là cô ruột của Hạnh, nhưng mà cô là cũng một người mà biết Hạnh thôi, đi hát rồi qua kênh của Hải rồi cả nhà, nhưng mà cô thích cũng rất là nhiều lần để mà bốp chua cho Hạnh, nấu cơm cháo ở bệnh viện cho chị Hai ăn rồi đó ha. Cái này là mình không phải là gì vậy cả nhà ha, mình không, nếu như mà đây là cái câu chuyện để mà mình chia sẻ để cho mình là biết yêu thương nhau hơn cả nhà. Nói chung là cô theo cái kiểu ý nghĩ của cô á, là cô nghĩ rằng á, là sống trên đời này mình chỉ có cần là để cái phước cái đất để sau này mình lớn tuổi rồi mình già mình nằm xuống mình đau khi ốm rồi cho nó đỡ bớt một tí, chứ còn bây giờ ví dụ như là cô có của tiền gì mà cô có ôm trong người, cô có giữ trong người rồi cũng chẳng đem theo được, nó thật sự đến hồi mà mất đi mình chẳng đem theo được cái lại nữa, nên chỉ là cô chỉ có mong muốn đó thôi, tại vì cái nói về cô là cô khổ dữ lắm rồi, nên như cô giờ cô suy nghĩ nó dễ dàng hơn những người khác một xí. Là bây giờ ví dụ học cũng có tiền thì ai cũng quan trọng hết chú Hải. Mà bây giờ mình cứ nghĩ là quan trọng tiền, mình có tiền mình mới sống được chứ, mà nói chung là mình để cái đất lại là nó tốt hơn nhiều là tiền. Thật sự cô nghĩ như thế. Nên bây giờ cô cứ buông thả đó thôi. Cái sống được ngày nào thì hai ngày đó đấy chứ cô không có suy nghĩ về quá đây như người ta. Không có bon chen nhiều. Thật ra thì cũng chạy theo đồng tiền mà có thể là lừa lọc nhau đó, đúng không cô? Để mà làm việc này việc kia cô thì giống như là giờ thì muốn đi chia sẻ giúp đỡ cho ai được thì giúp đó. Bây giờ hôm nay nãy giờ cô nghĩ mình có tiền có của nhiều sao nên mình đâu đem theo được đâu. Cô cứ nghĩ thế đó. Còn con cái thì họ kêu để làm để dành cho con, thì còn cô không để dành. Cô để dành cái phước cái đất cho con là được rồi. Chứ còn tiền bạc thì cô không có để. Cô chỉ có mong muốn chân đó thôi. Giống như cô cũng không có rụt thịt của Hạnh, mà cô lại đây cô ở cô chua có mất xa thôi rồi. Em cố gắng nha. Em cũng chia sẻ một chút để cho cô chú anh chị là xem những hình ảnh của em để mà đỡ lo, bởi vì nhiều cô chú anh chị thì qua Hạnh giống như là rụt thịt trong nhà, giống như lo lắng giống như anh Thái đó. Một ngày là phải gọi về cho vợ, ví dụ như anh Thái thì có số điện thoại của bé Hạnh hay là có Facebook rồi gọi về để mình lo. Nhiều cô chú anh chị nói là trong cái video của Hải mà từ lúc mà sáng ở dậy đến chiều tối luôn, nhiều cô mà nói thấy được cái video của Hạnh là mừng hơn cái gì luôn. Đó. Chú Hải biết là cái là bà mua xe mua. Người ta thương Hạnh không? Tại vì thấy Hạnh vẫn quá nhỏ bé, mà hắn sống là rất tình cảm. Đó là họ thấy đó họ thương thôi. Chứ còn chẳng cần là ruột thịt bà con đồ gì mà thương. Do hắn nhỏ mà hắn có tấm lòng cũng rộng mở nữa. Biết tình cảm, biết ăn nói. Đó, nên chỉ bà con người ta thương.
cố gắng nha cô gái bông hồng thép nghe, mạnh mẽ lên nha. Bây giờ ngày qua con Thu ở gần bên nhà cô đó, cái con mà bấn ngang á, nó cũng đâu cô quen biết chị Hạnh đâu, mà thấy cô đi hỏi cái cô nói đi vô thăm Hạnh đó, cái thôi cho con gửi 200 cho Hạnh mua chị ăn giùm con, chứ còn về con đi thăm thì con vô tới cũng đó con không biết được, vì nó cũng quen biết Hạnh lần nào. Cũng cho anh ở đây tiện cho anh thay mặt và anh cảm ơn mấy cô chú anh chị ở Đà Nẵng cũng xa xôi lặn lội tận về đây. Tới đây thật sự là rất trân quý một cái tình cảm của các cô chú ạ. Thì ở xa xôi mà quá xa xôi mà nhiều cái số mà đường không biết đâu, 70 80 chứ không 80 chứ 80 mà đường xá không biết là đường này đường khó đi đấy. Nên là lặn lội về đây thăm em. Hôm kia có cô hơn một chị với cô kia từ Đà Nẵng đi xe máy vào nó tròn à. Xong vào thăm em mà chị khóc dễ sợ lắm thế. Em thương nhiều cô chú điện cho anh khóc khóc kinh khủng. Khóc mà thương rồi kia. So với người khác là Hạnh cũng có phước dữ lắm, có phước cũng thấy. Còn có phước nhiều biết bao nhiêu người thương á. Cái gì người nhiều ta họ giàu có quá trời mà ai thèm tới đâu. Chứ phải là họ tới vì cái gì đâu. Họ thấy thương Hạnh quá họ tới thôi. Nhưng mà mình cũng hy vọng là có một cái kỳ tích đến với Hạnh ha. Có kỳ tích đến với Hạnh để cho Hạnh được ai cũng cầu mong như thế. Đây là một cái câu chuyện mà anh nghĩ rằng là sẽ mang lại phép màu cho bé Hạnh. Chí thai áo thôi. Hãy cũng xin cảm ơn cô chú anh chị nha. Hãy cũng xin kết thúc video tại đây ạ. Xin cảm ơn quý vị nha.